giúp nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh trên cây thanh long có hiệu quả. Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp trạm khuyến nông huyện Tân Trụ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng thanh long cho nông dân trồng thanh long trong huyện. Thanh long là loại cây trồng chịu hạn rất tốt nhưng chịu úng rất kém. Lợi thế của huyện Tân Trụ là dùng nước ngọt, đất tốt nên rất phù hợp trồng thanh long. Tuy nhiên, nông dân phải nắm bắt kỹ thuật làm đất, lên liếp, đắp mô. Đây là khâu rất quan trọng. Đắp mô cho một trụ thanh long phải có chiều cao so với mặt ruộng từ 4 đến 5 tấc, đường kính mỗi mô từ 6 đến 8 tấc để rễ cây dễ phát triển, chống ngập úng. Kế đến là khâu tỉa cành tạo dáng, giúp cành cây thông thoáng. Khi lấy cành nên chọn cành trên đỉnh trụ, còn những cành mọc dưới đỉnh trụ cắt bỏ. Đối với dinh dưỡng thời kỳ kiến thiết cơ bản, cần bón phân hữu cơ ủ khoai kết hợp bón phân hóa học tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây thanh long. Về sâu bệnh, cần phòng ngừa bệnh tháng thư, bệnh đốm nâu. Ngoài ra, còn có các loại côn trùng gây hại như kiến, bọ cánh cứng, bọ xích, ruồi đục trái. Để phòng bệnh cho cây thanh long, nông dân cần quản lý dịch hại tổng hợp từ khâu làm đất, chọn giống đến quy trình canh tác, chứ không nên sử dụng thuốc hóa học khi dịch bệnh phát sinh. Hiện nay, huyện Tân Trụ đã có gần 100 hectare trồng thanh long. Huyện Cần Chuột hiện có hơn 360.000 con gia cầm, trong đó có hơn 300.000 con gà. Trong một tháng trở lại đây, giá gà ở mức cao nên người chăn nuôi rất phấn khởi. Hiện tại, giá gà ta từ 78.000 đến 85.000 đồng một ký, tăng 10.000 đồng một ký so với tháng trước. Với mức giá này, mỗi kg gà, người dân lãi 10.000 đến 15.000 đồng. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết cùng với hoạt động tái đàn nhanh chóng do giá gà tăng nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thực hiện tốt công tác tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh chuồng trại và kiểm soát việc mua bán, vận chuyển gia súc gia cầm trên địa bàn. Qua đó góp phần bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan trên diện rộng.